nơi, nhưng ông ta lại có thể giày vò cả châu Âu. Giờ ông ấy đã xuyên không tới năm 2014. Đạo diễn của bộ phim này đầu óc quả thực rất sáng tạo. Khi Hitler tỉnh lại vào năm 2014, phát hiện mọi thứ đã thay đổi, Berlin bị bom đạn hủy hoại thành đống cho tàn, nay đã ngập tràn cao ốc, đường xá nhộn nhịp, khiến ông ấy tưởng Đức đã thắng trong Thế chiến 2. Hitler kích động hỏi người qua đường, phủ thủ tướng ở đâu? Ai ngờ mọi người tưởng Hitler là diễn viên, thế nên thi nhau giơ điện thoại chụp ảnh ông ấy, khiến Hitler hoang mang, không hiểu chuyện gì. Thế nên ông ấy vội chạy tới một sạp báo, cầm báo lên đọc một lượt, thời gian lại là năm 2014. Hitler sợ tới mức ngất xỉu, ông chủ tốt bụng tưởng Hitler là diễn viên nghèo nên cho ở nhờ. Khi biết bản thân đã xuyên không, Hitler vẫn tỉnh táo một cách đáng sợ. Chuyện đầu tiên ông ấy làm chính là liên tục học hỏi kiến thức. Từ trên báo và tạp chí, Hitler biết được, sau khi bản thân tự sát, Đức đã chiến bại, lãnh thổ ông ấy chiếm được, bị quân đồng minh chia nhau, giống như ông ấy phân chia Ba Lan năm đó, mà giờ thủ tướng lại là một bà già béo không có năng lực. Thấy bà ta liên tục nhấn mạnh, thề sẽ đưa Đức quay về thời kỳ đỉnh cao. Hôm nay ông chủ sạp báo bảo đồ của Hitler quá hôi, thế nên đưa Hitler tới tiệm giặt là, nhưng ông ấy lại hơi hiểu sai về phạm vi phục vụ. Quần con không được ông tự cầm đi. Không được, nhưng nó không được mang về đi. Nó bẩn rồi, tôi phải xử lý sao? Ông giặt đi, xin lỗi, không được. Không lâu sau, khi xem bộ phim tài liệu, Sawatsky phát hiện ra Hitler. Ông ta thấy người đó quá giống Hitler, nếu hợp tác quay video với người đó, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nhưng Sawatsky không biết đó chính là Hitler thật. Khi Sawatsky tới tìm Hitler và nói mục đích của mình, hai người rất ăn ý, liền bắt đầu con đường thành người nổi tiếng. Sawatsky quay một số video hài hước của Hitler. Đến tối, Hitler rất chấn động với chiếc TV trong khách sạn. Đây là một cách tuyên truyền quá lợi hại. Người ta có câu, miệng lưỡi dẻo có thể địch trăm quân. Nếu thứ này xuất hiện sớm 70 năm, chỉ dựa vào bài diễn thuyết hùng hồn của mình, Hitler chẳng cần phải đánh trận. Lúc này ông ấy nhớ ra sở trường đặc biệt của mình. Thế nên Hitler bắt đầu phỏng vấn người dân, từng bước một tìm hiểu tiếng lòng của người dân hiện giờ. Nhờ được ông ấy chỉ dẫn, người dân Đức cũng thi nhau bày tỏ sự bất mãn về việc di cư và tỷ lệ thất nghiệp. Sau một thời gian phỏng vấn, Hitler quyết định phát sóng trực tiếp để kêu gọi ý chí chiến đấu của người dân. Nhưng khi ông ấy bước lên sân khấu, không lập tức bắt đầu bài diễn thuyết, mà dùng ánh mắt kiên định nhìn từng khán giả. Sau khoảng thời gian im lặng dài 2 phút, Hitler bắt đầu bài diễn thuyết sắc bén của mình. Hitler có buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên vào năm 2014. Chúng ta sống trong một quốc gia như thế nào? Thanh thiếu niên nghèo khổ, người già khốn khổ, công việc khó khăn. Tôi biết tại sao tỷ lệ sinh sản ngày càng thấp, vì không ai muốn con mình sống ở nước Đức như thế này. Chúng ta đang rơi xuống vực sâu, nhưng lại không hay biết điều đó. Mong mọi người hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ dẫn các bạn đi tới đỉnh vinh quang. Hitler tận dụng kinh nghiệm thuyết trình trước đây của mình, khống chế, trêu chọc, điều khiển cảm xúc của mọi người. Hitler nhận được tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Bài diễn thuyết đi vào lòng người của ông ấy nhanh chóng nổi trên mạng, trở thành người nổi nhất nước Đức. Đài truyền hình cũng nhận ra giá trị của Hitler, thế nên để ông ấy liên tục xuất hiện trên các chương trình. Việc công khai tuyên truyền ngôn luận của mình cũng được vô số người hưởng ứng, nhưng chỉ là một phần trong kế hoạch của ông ấy. Sau đó Hitler lại liên tục liên hệ với đảng phái Đức. Nhờ được Hitler cổ vũ, ông ấy cũng ngày được nhiều người ủng hộ. Để kế hoạch của mình được hiệu quả hơn, Hitler bắt đầu tiếp cận người dân để trải nghiệm cuộc sống xã hội hiện đại, chủ động chụp ảnh với người hâm mộ để truyền bá tư tưởng của mình. Hitler còn âm thầm tập luyện trong phòng tập. Cuối cùng, Sawatsky cũng nhận ra vấn đề của Hitler. Ông ấy không chỉ đang diễn thuyết mà có ý đồ xúi giục người dân. Chuyện đáng sợ hơn là ngày càng nhiều người bắt đầu công nhận Hitler, tiến hành công kích xã hội. Sawatsky nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, Đức có lẽ sẽ đi vào vết xe đổ, có nguy cơ xảy ra chiến tranh, mà người phụ trách chỉ quan tâm tới tỷ lệ xem truyền hình, chẳng hề quan tâm mục đích thật sự của Hitler. Cho nên tức giận ngăn cản đề nghị của Sawatsky, tiếp tục để Hitler tham gia các chương trình. Nhưng độ nổi tiếng của Hitler cũng khiến nhiều người bất mãn. Sensenbrink là một trong số đó. Nhưng những lúc có vẻ yên bình này thường sẽ gặp vấn đề. Mấy tên gián điệp bọn ngươi thật thú vị, cứ thích gặp nhau ở sân thượng. Thứ tôi cần đâu, thứ tôi cần anh chưa chắc đã mang tới. Cho tôi một cơ hội, sao tôi phải cho anh cơ hội? Trước đây tôi không có lựa chọn, giờ tôi muốn làm người tốt. Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Vừa nãy, Hitler đã xuyên không tới năm 2014. Sensenbrink đã đăng đoạn phim về cảnh Hitler bắn con chó. Tin tức sát hại thú cưng lập tức được tìm kiếm hàng đầu. Rất nhanh, Hitler bị dân mạng chửi xối xả. Mặc dù thân bại danh liệt, nhưng ông ấy vẫn không từ bỏ kế hoạch của mình. Trong nhà tù, ông ấy vẫn viết sách. Giống như trước đây, cuốn sách Er ist wieder da giúp Hitler đứng đầu bảng xếp hạng nhà văn. Sau đó ông ấy dùng số tiền kiếm được để quyên tặng cho tổ chức bảo vệ động vật. Nhờ hàng loạt hành động này, Hitler đã tẩy trắng bản thân. Hôm nay, Sawatsky dẫn Hitler tới nhà bạn gái ăn cơm. Bà ngoại nghe thấy giọng nói đáng sợ đó, hoang mang quay đầu nhìn Hitler.
hiển nhiên bà ấy đã nhận ra ông ấy chính là Hitler. Chính người đàn ông này đã thả khí độc hại chết cả nhà ta. Tôi biết rõ ông là người thế nào. Tôi sẽ không quên. Phu nhân, ra ngoài tên tội phạm. Hóa ra bà ngoại là người Do Thái, cho nên mới căm ghét Hitler tới vậy. Sau đó Hitler nhắc tới sự ghen ghét đối với người Do Thái. Từ trong lời nói có thể nhìn ra, ông ấy chỉ muốn tàn sát họ thêm một lần nữa. Sawatsky buộc phải nhìn lại người đàn ông trước mắt, ông rốt cuộc là người thế nào? Sawatsky quay về mở máy tính tìm kiếm, tình cờ phát hiện cảnh mình quay được khi Hitler xuyên không tới đây. Ông ta lập tức tới nơi xuyên không kiểm tra, chỉ thấy một ít đất khô. Sawatsky quay người thì phát hiện nơi này chính là nơi Hitler tự sát năm đó. Ông ta lập tức tới tìm giám đốc đài truyền hình, nói cho bà ta biết sự thật. Bà không biết đâu, ông ta chính là Hitler, không phải diễn viên gì cả. Nhưng giám đốc chẳng để tâm tới Sawatsky, ông ta đành tới tìm Hitler, cầm súng ép Hitler lên sân thượng. Ông là quái vật. Ta chính là quái vật, nhưng cũng là quái vật được dân chúng bầu chọn ra. Họ cần ta. Lẽ nào anh muốn ngăn cản mọi chuyện ư? Tôi sẽ không để ông đắc ý đâu. Tôi dám chắc súng không có đạn. Sawatsky tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng anh không thoát khỏi ta đâu. Ta ở trong tim mỗi người. Cắt. Tuyệt. Hóa ra mọi thứ vừa nãy chỉ là quay phim, mà Sawatsky thật đã bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Không ai tin lời ông ta nói, mà ở một nơi khác, sự nghiệp của Hitler ngày một đi lên, ông ấy cũng được nhiều người dân ủng hộ. Kết cục của bộ phim khiến tôi càng nghĩ càng sợ. Có lẽ đạo diễn phim muốn nói, có lẽ trong tim vài người, Hitler chưa từng rời đi. Review phim, tới đây là hết, nhớ thả tim nhé, hẹn gặp lại các bạn.